chủ quầy sầu riêng ở Malaysia bất ngờ nổi tiếng nhờ thân hình cơ bắp. Với thân hình vạm vỡ, Eri Siarip thu hút nhiều vị khách tới quầy sầu riêng và nhận sự quan tâm trên mạng xã hội. Ngoài bán hàng, anh còn tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Eri Siarip sống tại Terengganu, Malaysia, gây chú ý sau khi clip dài 12 giây ghi lại cảnh anh bán hàng lan truyền trên mạng xã hội hôm 2 tháng 6. Với hơn 240.000 lượt xem, trong clip, Siarip không mặc áo khoe thân hình vạm vỡ, nhanh tay bổ sầu riêng cho khách. Một đoạn video khác anh tạo dáng bên quầy sầu riêng cũng hút hơn 600.000 lượt xem, theo Asia One. Tôi muốn mua sầu riêng nhưng ngại tiến đến hỏi quá, một người bình luận dưới clip. Một số người lại tỏ ra không thích trước việc Siarip cởi áo. Dưới một bình luận khác hỏi giá tiền, chủ quầy hàng cho biết sầu riêng loại Musangking được bán với giá 45 ringgit, 9,7 USD, kg. Chia sẻ về đoạn video, Siarip nói anh không ngờ nó sẽ lan truyền như vậy. Anh hiện là bố đơn thân của ba đứa con. Đối với những bình luận tiêu cực, anh cho hay sẽ không để tâm. Tôi không bán rẻ phẩm giá của mình. Tôi đâu chỉ mặc mỗi nội y, tôi vẫn mặc quần dài, chỉ là mọi người có thể thấy chút rốn của tôi thôi, anh nói. Siarip cũng tiết lộ bán sầu riêng chỉ là công việc phụ, đem lại khoảng 1.000 đến 1.500 ringgit mỗi tháng. Công việc chính của anh là quản lý cửa hàng ăn của gia đình. Trước khi nổi tiếng nhờ bán sầu riêng, ông bố đơn thân đã là cái tên nổi tiếng trong giới thể hình Malaysia với gần 14.000 người theo dõi Instagram. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe cơ bắp, từng tham gia một số cuộc thi thể hình và giành giải thưởng. Việc các cửa hàng, quán ăn bất ngờ nổi tiếng nhờ chủ quán hay dàn nhân viên có ngoại hình nổi bật thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Tháng 4, 2020, cửa hàng sầu riêng tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan cũng gây chú ý sau khi loạt ảnh dàn nhân viên nam có thân hình vạm vỡ, sau mùi bốc rỡ sầu riêng trong kho hàng lan truyền. Bên cạnh đó, một số nhân viên nữ mặc đồ thể thao cũng sở hữu thân hình chuẩn, săn chắc. Theo World of Babsy, các nhân viên đặc biệt này vốn là huấn luyện viên thể hình, phẫu thuật. Khi dịch COVID-19 bùng phát và Thái Lan thực hiện giãn cách xã hội, các loại hình kinh doanh không thiết yếu trong đó có phòng gym phải tạm đóng cửa. Đồng nghĩa với việc các huấn luyện viên thể hình không có việc làm. Vì vậy, chủ cửa hàng này ra ý định thuê các nhân viên đặc biệt này tới làm tạm thời trong mùa dịch, vừa là chiêu tiếp thị hữu hiệu, vừa giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn. Nhiệm vụ chính của các phương tiện là bán và giao hàng sầu riêng cho khách. Cùng năm, quán ăn có tên 76 Gara tại Bangkok, Thái Lan, tăng doanh thu khi giới thiệu dịch vụ giao hàng đặc biệt. Với mỗi đơn hàng trên 300 bạt, khoảng 220.000 đồng, khách hàng sẽ được các shipper điển trai của quán giao hàng miễn phí trong vòng 5 km và chụp ảnh cùng họ. Chủ cửa hàng chia sẻ nhiều nhân viên làm việc tại đây từng là người mẫu nghiệp dư trước khi trở thành nhân viên phục vụ.